Thưa các đồng chí và các bạn, vừa qua, Giám đốc Công an tỉnh đã ký quyết định công nhận 43 tập thể và 86 cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc 5 năm 2010-2015. Trung tá Dương Văn Sơn, đội trưởng đội xây dựng phong trào và cảnh sát phụ trách xã về an ninh trật tự Công an huyện Đơn Dương là một trong những cá nhân có được vinh dự đó. Sau đây là ghi nhận của chuyên mục An ninh Lâm Đồng. Gương mẫu, sáng tạo và tận tâm với công việc, đó không chỉ là nhận xét của lãnh đạo Công an huyện Đơn Dương mà là cả của đồng chí, đồng đội và những ai từng tiếp xúc làm việc với Trung tá Dương Văn Sơn, nguyên đội trưởng đội an ninh nhân dân, hiện là đội trưởng đội xây dựng phong trào và cảnh sát phụ trách xã về an ninh trật tự Công an huyện Đơn Dương. Có thể nói, trong suốt quá trình công tác, dù ở vị trí nào, Trung tá Dương Văn Sơn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Anh luôn chủ động nắm bắt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, kịp thời tham mưu, đề xuất với đảng ủy, lãnh đạo đơn vị các phương án, đồng thời trực tiếp giải quyết có hiệu quả nhiều vụ phức tạp xảy ra trên địa bàn. Điều đáng ghi nhận trong công việc không chỉ coi trọng cái lý mà anh luôn lấy chữ tâm để hóa giải những khó khăn. Có người từng là đối tượng cực đoan hoặc có người lỡ theo các tà đạo. Sau khi anh chủ động tiếp xúc gặp gỡ, giải thích nhiều người đã sớm nhận ra đâu là hư, đâu là thật. Tình cờ là phát hiện là cái pháp môn diệu âm thì mình cũng mới cái cách sinh hoạt này đây thì giống như là đạo Phật thì mình nhầm lẫn thì mình cũng đi rồi xong rồi về thì anh Sơn anh mới tư vấn là anh nói là cái pháp môn đó là không có thuần túy như đạo Phật của mình thì anh cũng nói rồi sau đó mình cũng hiểu ra là không đúng như bên đạo Phật thuần túy của mình thì từ đó thì tư tưởng mình cũng không đi bên diệu âm nữa. Rồi qua đây cũng cảm ơn anh Sơn để biết mình quay về đường chính của mình. Lăn lộn các xã vùng sâu, vùng đồng bào, dân tộc. Trong 5 năm qua, Trung tá Dương Văn Sơn thường xuyên dành thời gian gặp gỡ tranh thủ trên 550 lượt người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc, chức sắc tôn giáo. Qua đó, các nhân sĩ trí thức không những tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương mà còn để nhiều ấn tượng tốt đẹp về anh. Cũng nhờ cán bộ Sơn mà cũng hội thánh Chúa Tin Hiền mới thành lập đó là đúng ra là vì chúng tôi gặp vật chất rất là khó khăn nhưng từ đó anh Sơn cũng tạo điều kiện giúp đỡ về mặt tinh thần thì mình sống đúng với kinh thánh. Nếu mà đúng nguyên tắc tổ chức hội thánh trên lành Việt Nam năm á phải có những mục sư truyền đạo mới có mình nhóm thoải mái, những đôi chúng tôi điểm nhóm cũng nhóm được thoải mái. Cũng nhờ cán bộ Sơn về phụ trách về tôn giáo đó thì cũng khích lệ chúng tôi rất nhiều, chúng tôi rất cảm kích về tình cảm này. Địa bàn quản lý trải rộng với 2 thị trấn, 8 xã và hơn 18.000 hộ dân, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều phức tạp. Chính vì vậy, anh luôn chủ động tham mưu và trực tiếp triển khai tốt từng nội dung phối hợp với các đội công tác và các ban ngành đoàn thể và cấp ủy chính quyền các xã thị trấn nhằm đảm bảo an ninh trật tự. Dù ở lĩnh vực công tác nào, anh cũng luôn thể hiện sự nhạy bén, tận tâm, sát sao công việc và chia sẻ kinh nghiệm để cùng các đồng chí, đồng đội hoàn thành tốt công việc. Tìm hiểu thành tích về Trung tá Dương Văn Sơn, được biết liên tục 5 năm liền, đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, được Thủ tướng Chính phủ tặng một bằng khen, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an tặng 5 bằng khen. Đó chính là phần thưởng xứng đáng cho sự phấn đấu không ngừng mà đồng chí Sơn đã cố gắng cùng tập thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện Đơn Dương để luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Không để xảy ra đột biến bất ngờ, đảm bảo an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.